Xin trân trọng kính chào quý giả của đài truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 với Đỗ Dũng. Trước khi bắt đầu chương trình này xin cáo lỗi cùng quý vị là tuần trước trong cái vụ mà nói về cái tạp chí Forbes mà nói Tổng thống Donald Trump có thể thiếu nợ tới hơn 1 tỷ đô la. Tôi đã lộn Deutsche Bank là ngân hàng của Đức, mà tôi nói lộn là Hòa Lan và bị một số người mắng, thì tôi xin cáo lỗi rất nhiều. Nhiều khi làm nhiều quá nói lộn Deutsche Bank nghe từ từ đó Deutsche là của Đức, của Hòa Lan, mà thực ra là Deutsche Bank là của Đức. Xin cáo lỗi một lần nữa. Và bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì quý vị, chúng tôi đang sẽ nói về cái chuyện Tổng thống Donald Trump tranh cử, vận động tranh cử trong những ngày tới như thế nào. Chúng ta biết chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là tới ngày bầu cử. Và có thể nói rằng là Tổng thống Donald Trump vận động dữ dội, bởi vì theo các cuộc thăm dò thì ông đang bị coi như là ông Joe Biden dẫn trước, kể cả các tiểu bang của Dân Chủ cũng như các cái tiểu bang mà gọi là chưa biết ngả bên nào. Nhưng mà đó chỉ là thống kê, chỉ là cái thăm dò dư luận thôi, nó có thể đúng có thể sai mà biết. Nhưng mà cái điều chắc chắn chúng ta thấy là Tổng thống Donald Trump, ông đã ra lệnh cho ban vận động của ông là ngày nào cũng phải tổ chức cho ông đi vận động hết, khắp nơi, chỗ nào cần thiết là ông đi, coi như không có ngày nào ông ở trong tòa ốc trọn ngày hết, cứ sáng đi chiều về, có khi là đi chỗ này chỗ kia 2-3 chỗ. Ví dụ như hôm chủ nhật vừa rồi ông đi đến Nevada dự cái lễ tại thành phố Las Vegas, đến trưa là bay qua Orange County gây quỹ, xong rồi sau đó bay trở về Nevada đến thành phố Carson City, thủ phủ của tiểu bang này, để tiếp tục vận động tranh cử nữa. Thì trong các cuộc vận động tranh cử này chúng ta thấy là Tổng thống Trump không có nói về chính sách nhiều, đặc biệt là thế. Thường thường người ta nghĩ một ứng cử viên tổng thống là phải đi nói về chính sách, nhưng mà ông lại không nói về chính sách, bởi vì nếu nói về chính sách đó, thì ông bị kẹt. Bởi bây giờ chính sách nó có những cái gì như kinh tế. Mặc dù là trước cái vụ Covid-19 kinh tế lên kinh khủng, nhưng mà sau đó bây giờ người ta thấy rõ ràng kinh tế là hơn 10 người Mỹ bị thiệt mạng, xin lỗi quý vị, bị thất nghiệp. Rồi hàng tuần vẫn có khoảng cỡ 900.000 từ 800-900.000 người thất nghiệp. Và cái đó điều không tốt. Rồi nói đến Covid-19 nó lại lôi thôi ông nữa. Rõ ràng là ông bị thất bại trong chuyện đó, bởi vì hơn 200.000 người Mỹ đã bị thiệt mạng vì cái bệnh này. Rồi hơn 8.5 triệu người bị nhiễm bệnh đó. Cho dù lỗi của ông hay không phải lỗi của ông, nhưng mà rõ ràng về mặt gọi là chính thức là một vị lãnh đạo quốc gia, tổng thống, thì ông vẫn phải chịu trách nhiệm chuyện đó. Chưa kể là người ta nói là ông đã nói dối trong cái vụ mà khi mà được ký giả Bob Woodward phỏng vấn trước đây, ông bảo là tôi không muốn nói chuyện đó bởi sợ bà con hoảng sợ. Nhưng mà dù hoảng sợ, phải rõ ràng là nói dối, không nói sự thật. Rồi mới đây ông lại bị Covid-19 nữa. Đó, thành ra ông không muốn nói về chính sách. Thay vào đó, ông tập trung vào hai cái điểm. Điểm thứ nhất là gây cho người ta lỗi sợ hãi. Mỹ nó gọi là fear factor, dùng cái sợ hãi. Nghĩa là nói là ô đại khái là tôi cũng thừa nhận tôi là cái người mà kêu bằng là không có phải là tốt cho lắm. Ông vẫn nói là 4 năm qua ông thành công. Nhưng mà ông gửi cái thông điệp ngầm cho mọi người biết là tôi không phải là người tốt, tôi vẫn có không phải lãnh đạo tốt, tôi vẫn có những lỗi lầm của tôi và 4 năm chưa đủ để tôi làm, phải cho tôi 4 năm nữa. Nhưng mà đồng thời đó, ông cũng cho người ta thấy luôn là nếu bầu Joe Biden lên là nước Mỹ chỉ có tiêu điều. Chẳng hạn như ông nói những cái câu chẳng hạn như là gì, tôi mà thua cái ông Joe Biden mà ứng cử viên tệ nhất trong lịch sử bầu cử tổng thống Mỹ thì quý vị nghĩ sao? Chắc tôi bỏ đi nước khác quá à, chứ tôi không thể ở đây được. Rồi nào là gia đình ông Biden, bố của ông Joe Biden là phạm tội. Ông nói luôn nào là Trung Quốc đưa tiền, nào là cái vụ cái laptop, nói chung là cho đến phút này chưa bằng chứng gì rõ ràng, nhưng mà chỉ là những cái gì theo dệt rồi ông cứ thêm khai thác. Và đặc biệt tấn công cá nhân, đã bây giờ ông chửi mặt tấn công cá nhân, không nói chính sách, tấn công vào cá nhân ông Joe Biden, tấn công vào những người nào mà cản trở ông trong cái việc mà làm cho nền kinh tế đi lên. Và ngay cả bà thống đốc Gretchen Whitmer của tiểu bang Michigan, một người mà có thể hôm trước đáng lý là làm ứng cử viên phó tổng thống của ông Joe Biden, cũng bị ông tấn công luôn. Và rồi ông tấn công cả luôn những người ở trong nội các của ông luôn. Ví dụ ông William Barr, ông không hài lòng về ông William Barr là đã không có khui được cái vụ mà ông nói rằng Obama là nghe lén ông, hay là ngay cả giám đốc FBI là ông Christopher Wray, người mà ông đề cử, hay là cả bà Gina Gaspo là cái người mà ông đề cử làm giám đốc CIA, giờ phút này không chịu là declassify, tức là giải mã hồ sơ mật mà liên quan đến vụ Obama và vụ Nga bị gọi là nghi là xen vào bầu cử đó. Đại khái những chuyện đó ông chê trách, ông trách đủ người đó. Nghĩa là ngay cả ông Steve Mnuchin luôn, bộ trưởng tài chính của ông, ngày hôm chủ nhật rồi cũng bị ông chê luôn. Ông bảo là tới giờ phút này mà anh không làm được cái bà Nancy Pelosi, những cái chuyện mà làm sao kích thích kinh tế, có cái tôi đã tăng lên là 1.800 tỷ rồi, thậm chí tôi cũng muốn tăng lên mà không được đó. Nhưng mà có một điều người ông không dám đụng, đó là Mitch McConnell, đảng Cộng hòa bang Kentucky, ông là lãnh tụ đa số của đảng Cộng hòa tại thượng viện, thì ông không dám đụng vô.
bởi vì Miss McConnell là quan trọng lắm và lạng quạng, ông không cho đưa ra bỏ phiếu, hay là ông lại có bà vợ lại là cũng châm đề cử và làm đang là bộ trưởng bộ giao thông hiện nay đó, đại khái như vậy. Thì ông Miss McConnell ông bảo không, chúng tôi không chịu 1.800, thì cho 500 tỷ mà thôi đó, đại khái như vậy. Thì bây giờ tôi trong tuần qua ông Trump làm những cái gì và bắt đầu ông ngụ ý cho thấy là ông có thể thua, có thể thua cuộc bầu cử đó. Thì đầu tiên đó là bây giờ trong cái cuộc vận động vào ngày thứ bảy vừa rồi, ở ngày thứ sáu vừa rồi ở tại thành phố Macon, tiểu bang Georgia, ông Trump mới nhắm vào tấn công cá nhân ông Biden. Xin vị nghe đoạn video sau đây. Lock up the Bidens. Lock up Hillary. Lock them up. Can you imagine if my kids did what this guy Hunter is doing? Ivanka. Oh, my beautiful, my wonderful Ivanka. She's a good kid. Can you imagine? And you know, she's much smarter, much sharper. She could, if she wanted to, how could she do well? And Don and Eric and Tiffany, they're good kids. But you know, we don't do things. It's like, boy, they'd make a fortune. Just think of it. And when you look at what they get away with. Vâng, và quý vị thấy đó, tại thành phố Macon thứ sáu vừa rồi, ông đã sử dụng lại, ông Donald Trump sử dụng những cái gì mà ông đã làm hồi năm 2016. Là trong cuộc tranh luận với bà Hillary Clinton, ông nói là tôi mà lên tổng thống, tôi bỏ tù bà, tôi nhốt tù bà. Và kể từ sau đó khi ông đi vận động là người ta dùng cái từ là lock her up, là nhốt bà đi. Thì bây giờ ông cũng nhắc lại lock her up, rồi dưới này là lock him up, là nói lock ông là bỏ tù Jordan. Ông mới dùng chữ là lock them up, là nhốt hết bọn chúng đó vào tù cho tao. À đó, và người ta la lên, người ta khoái. Bởi vì ông nói rằng là ông Hunter Biden đã bị người ta bắt được là trong cái laptop bỏ cái tiệm sửa ở tại Delaware tuần trước. Tôi nhắc quý vị là bây giờ ông vẫn tin đó là sự thật hay không thành sự thật không cần biết, mà ông dùng cái đó để vận động tấn công cá nhân. Và bắt đầu ông cũng khoe luôn con, ông có thấy không, nếu mà những đứa con tôi làm vậy là xong hàng, là xong vấn hàng, thấy không? Ivanka beautiful là tốt, chúng tôi good kid, rồi kể Eric rồi đủ thứ đấy, con tôi là không bao giờ làm chuyện đó. Đại khái vậy. Ông có khéo léo của ông là gì, ông không những tấn công đối thủ mà ông khen con cái mình. Và ông dùng những cái gọi là ngôn ngữ, gọi là cơ thể, gọi là body language. Ông quý vị thấy ông nhảy, rồi lát cho quý vị coi, ông nhảy, ông múa, rồi rất là hay. Đó là lý do tại sao mà ông kích thích, ông thu hút được nhiều người đến những cái cuộc vận động của ông. Lát tôi sẽ nói quý vị tại sao ta đến, và ta đến đông là như vậy. Đó là những hành động của ông như vậy. Thì ông tiếp tục làm cái chuyện gọi là không nói đến chính sách, không nói chính sách nha, mà chỉ nói đến là gì, tấn công cá nhân và khoe khoang con cái mình và sự nghiệp mình luôn. Lát cho quý vị coi cái ông khoe ông đẹp trai, cái đó mới độc đáo đó. Thì cái này bây giờ nhiều người người ta đang áp dụng cái đó, mà không những ông Trump nha, quý vị để ý. Những cái người mà ứng cử viên trong các chức vụ nào mà những ứng cử viên mà fan cứng ông Trump mà làm y chang, thay vì tranh cử nói về những chính sách, ví dụ tôi ra tôi ứng cử một cái thành phố này, nghị viên thành phố này, đáng lý tôi phải nói ồ thành phố này như thế nào, tiền thuế bị sao, cắt giảm như thế nào, sẽ phải tăng thuế hay cắt giảm thuế để kích thích doanh nghiệp, hay là đường xá bị hư hay vấn đề an ninh, tôi không nói, tôi đi tấn công tùm lum hết, tấn công đối thủ của tôi, mà có khi tấn công đối thủ của người khác luôn, không phải đối thủ, tôi cũng tấn công luôn, cứ ai mà và nói đến ông Trump là tôi tấn công, đi bảo vệ tổng thống, không thay vì nói những chính sách của mình. Thì ông Trump bây giờ cũng vậy, bởi vì nếu nói chính sách là ông kẹt ghê lắm. Cho nên là ông không có nói chính sách, mà nhắm vào gì, tấn công đối phương, tạo cho người ta cái gọi là sự sợ hãi và khen mình. Đó là cái mà ông Trump làm. Chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày chuyện này cho quý vị. Xin quý vị đừng rời màn hình SCT. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo.
Cảm ơn quý vị dưới màn hình của đài truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình Thời sự 247. Tôi đang nói về cái chuyện Tổng thống Donald Trump đi vận động trong tuần qua. Thay vì nói về các chính sách mà ông sẽ làm cho 4 năm tới thì ông không nói chuyện đó, bởi vì không biết là ông có chính sách hay chưa. Nhưng mà ông dùng cái chiến thuật là gì? Tấn công đối thủ, tấn công những ai mà làm không hài lòng ông. Và ông khoe khoang cái hình ảnh của ông cũng như gia đình ông lên. Đồng thời ông cũng làm cho người ta sợ là nếu mà không bầu ông lên thì nó sẽ như thế nào. Và cái chiến thuật đó có thể là thành công và ông có thể thắng vào ngày 3 tháng 1, chúng ta không biết. Nhưng bây giờ trước mắt là thấy ông làm những chuyện đó. Thì một số người ta phân tích đã bảo là cái này giống như ông desperate, tuyệt vọng quá rồi. Giống như mà chơi trong football đó, quý vị thấy mà khi mà cái đội đối phương của mình nó gác mình nhiều quá. Bây giờ cần cái touchdown được 7 điểm, bây giờ ví dụ đối phương gác mình 6 điểm. Mà bây giờ còn có một vài giây để mà chơi thì cái người mà qua đầu bách đó, mà họ ném đại một trái, ném đại vô cái vùng end zone đó, cho cái anh wide receiver chạy vô ôm đại mà trúng đó, thì thắng 7 điểm, còn thua thôi. Đó, cái trái đó gọi là Hail Mary, tức là ném cầu Âu đó. À, thì cái này người ta cũng nói là có thể là ông ném cầu Âu, nhưng có thể là tính toán của ông mình mới được. Thì vừa rồi tôi trình bày quý vị là thứ 6 vừa rồi ông đến cái thành phố Macon ở tiểu bang Georgia. Qua ngày hôm sau thứ 7 ông đến thành phố Muskegon ở tại tiểu bang Michigan, cái tiểu bang mà ông thắng vào năm 2016 vòng vận động tranh cử ở đây. Và ông đã phản đối, ông lên tiếng chỉ trích cái bà thống đốc Gretchen Whitmer ở đây như thế nào. Xin quý vị nghe dõi sau đây và ông đòi chốt nhốt bà luôn. Xin quý vị theo dõi đoạn video này. I mean, what you're doing in Michigan has been amazing. Now, you got to get your governor to open up your state, okay? And get your schools open. Get your schools open. The schools have to be open, right? Lock them all up. The Democrats would terminate our recovery with a draconian, unscientific lockdown like your governor is doing right now for everybody except for her husband. That's right. She's doing it for everybody is locked down except my husband. He could go sailing anytime he wants. Vâng, thưa quý vị, đó là cái lời Tổng thống Donald Trump phát biểu hôm thứ Bảy vừa rồi tại thành phố Muskegon, tiểu bang Wisconsin, xin lỗi quý vị, tiểu bang Michigan. Thì ông có nhắc cái chuyện là yêu cầu bà thống đốc phải mở cửa nền kinh tế, phải mở cửa trường học. Ở dưới là lock her up, đợi nhốt bà này vào tù. Bà thôi, lock them up đi, đó. Và chúng ta nhớ là cái tiểu bang này hồi khoảng tháng 5 là đã có những người mang súng đến thủ đô, đến thủ phủ tiểu bang, đến tòa nhà quốc hội và đòi chiếm tòa nhà đó. Và rồi bà Whitmer lúc đó cũng bị ông Tổng thống Donald Trump chỉ trích, và ông còn nhắc nữa là cư dân ba tiểu bang Michigan, Minnesota và Virginia. Quý vị chúng ta cứ ra đường giải phóng ba cái tiểu bang này, giải phóng. À, bởi vì đây là những người tốt, đó, ông còn khen như vậy nữa. Thì chúng ta biết là hồi tuần trước FBI đã ngăn chặn một cái âm mưu là định bắt cóc cái bà Whitmer, đúng không? Định bắt cóc bà làm con tin ở tòa nhà quốc hội thì không được, định bắt cóc bà cái nhà mà nghỉ hè qua. Sau đó họ phát hiện được, họ bắt được 13 người. Rồi họ phát hiện được luôn là cái ông thống đốc Norman của tại tiểu bang Virginia cũng nằm trong danh sách bị bắt cóc luôn. Đó. Thì bà này bà mới nói rằng là tại vì ông Trump á, trong cái cuộc mà tranh luận vào ngày 29 tháng 9 với ông Joe Biden á, không có lên án cái nhóm Proud Boy, và bà nói chính vì cái đó mà cái thằng nhóm này nó gọi là đi bắt cóc bà, cái nhóm du kích kích thích đó. Thì ông bảo là bà, tôi nhân viên FBI, tôi giúp ngăn chặn cái đó, bà không cảm ơn đâu, bà đi bà đổ thừa tôi nữa. Hồi nãy ông còn nói luôn cái vụ gì đó, bà đóng cửa hết mọi người, bắt hết mọi người nghỉ ở trong nhà mà để cho ông chồng đi ra chèo thuyền. Đó, bởi vì nó có cái vụ đó là trong lúc mà tiểu bang Michigan bị lock up, bị đóng cửa, người ta phát hiện là ông chồng của bà có đi ra chèo thuyền trên hồ. Bởi vì lúc đó đúng là không ai được đi thuyền hết. Đó, cái chuyện đó có. Thì ông Trump bảo, quý vị thấy không, làm vậy là không có được. Đó. Thì sau khi nghe cái chuyện này, ngày hôm thứ Bảy vừa rồi, bà Whitmer bà lên tiếng này. Bà yêu cầu ông ngưng ngay lập tức cái chuyện này. Ông làm như vậy chẳng khác nào ông kích động người ta. Tôi vừa mới bị là người ta hăm dọa bắt cóc, bây giờ ông lại lên ông gọi là kích động cái chuyện này. Điều đó nên ngừng ngay, bà kêu gọi ông ngừng ngay. Nhưng mà sức mấy ông Trump ngừng tắt thở sao, đúng không? Thì đó, quý vị thấy, một lần nữa
là ông nhắm vào tấn công cá nhân cái bà thống đốc, và ông hy vọng là khi làm như vậy người dân người ta sẽ ghét bà, người ta đã bầu cho ông, và ông có thể thắng lại Michigan đó, một lần nữa giống như ông đã làm năm 2016. Bởi vì 2016 bà Hillary Clinton đã coi như là thất bại trong cái chuyện là không đến tiểu bang này, nghĩ là tiểu bang này dân chủ là thế nào cũng bầu cho bà, nhưng mà không ngờ họ bầu cho ông Donald Trump. Thành ra giờ ông lại sử dụng lại cái chính sách đó, nó có hiệu quả không chúng ta không biết, chúng ta sẽ chờ xem như thế nào. Rồi không những đi vận động tranh cử như vậy, sử dụng cái chính sách, cái chiến thuật gọi là tấn công đối phương và làm cho đối phương sợ, làm cho cử tri sợ, ông cũng nhận thấy một điều là có thể ông bị thua. À, cái này mới độc đáo, là các người nhân viên ban vận động của ông nói đó, ông làm như vậy để cho cử tri thông cảm, bảo nếu mà bây giờ mà tôi mà không thắng, tôi đi đâu đây, tôi sẽ biến khỏi nước này, quý vị sợ luôn hả. Và nước này sẽ thuộc về ai? Sẽ thuộc về Trung Quốc. Trung Quốc sẽ làm chủ nước này. Xin quý vị, mời quý vị theo dõi các đoạn video sau đây. Cái này là tại Georgia. À, xin lỗi quý vị, ở tại Wisconsin. I mean, what the hell do you think I'm doing here on a freezing night with 45-degree wind? What do you think I'm doing this for my health? I'm not doing this for my health. You like that? Your specialty milk people got me. You believe it? Specialty. And we're rounding the corner. We got the vaccines, all that. But even without it, we're rounding the corner. You'll see it. We're rounding the corner. And we have unbelievable. The vaccines are unbelievable. And frankly, except for a little politics, but we have unbelievable vaccines that are coming out real soon. And the therapeutics are unbelievable. And the cures. Excuse me. I'm here. I didn't feel so good. I'll be honest with you. They would kill your job. If I lose, I will have lost to the worst candidate. The worst candidate. In the history of presidential politics, if I lose, what do I do? I'd rather run against somebody who's extraordinarily talented. At least this way I can go and lead my life. Part of my body, I sit down. I tell the Republicans all the time, a lot of people say I have a lot of influence over the party. You say, you got to get tougher. You got to get, you know, only fairer, but you got to get meaner, but you got to get tougher, because they play a tougher game. But we have these rebels, and all of, you know, they think they're hot stuff. By the way, they usually end up outside of politics in a very short time. Is that peaceful? I have no idea. It's Ali Velcher. You're gonna have a really good Ali Velcher. I'm thinking about doing that. That way, I don't have to worry about that. I don't have to worry. He shaved. No, he shaved it all off. He doesn't have to worry about. How does it look, darling? How does it look, First Lady? How does it, darling? You're the most handsome president. I said, First Lady, am I the most handsome president ever? Yes, absolutely. Vâng, quý vị thấy đó. I said, who could top me? Tổng thống Donald Trump nói rằng là quý vị nghĩ tôi đến đây đâu phải vì sức khỏe, tôi đến đi vì Wisconsin. Mà nếu ta thắng Wisconsin là chúng tôi ta sẽ thắng tất cả các trận bầu cử này. Và ông nói luôn là. Quý để ý trong chỉ có chưa đầy một giây, ông nói cái chữ unbelievable tới 4 lần. Cái gì unbelievable? Cái gì của ông Trump cũng là remarkable, unbelievable, the best of the best, cái gì của ông tốt đó, thấy không? Và ông nói luôn là chúng ta sẽ có vaccine around the corner, chúng ta nghĩa là làm này kia hết. Và rồi ông bảo ra, thà là tôi thua một cái người ứng cử viên mà phải nói là tuyệt vời, tôi nói đến ứng cử viên Donald Joe Biden tệ quá. Thấy không? Làm sao mà tôi thua được, kỳ quá. Và ông còn nói luôn là, quý vị thấy không? Tôi còn hỏi First Lady đó, có phải tôi là tổng thống đẹp trai nhất thế không? Và yes! Đó, đó là cái cách mà trình bày của ông Trump. Là ông làm rất là sôi động. Và ông nói thẳng luôn, cái gì của ông là the best. Quý vị để ý ông nói bao giờ ông vậy? Trong các cuộc mà vận động, luôn luôn có những cái từ remarkable, excellent, absolutely, cái gì của ông là tuyệt đối hết. Đó, và đối thủ là coi như là rất là ghê rợn, luôn luôn cho thấy cái đối thủ là kinh hoàng vô cùng. Và ông cũng nói đến cái chuyện là ông có thể bị thua đó. Và xin bằng kỹ thuật cho coi cái đoạn video này chút xíu trước, một chút xíu. Like
13 people showed up, and they don't talk about it. They say, Biden is here. The one guy actually made a mistake. He called him Sleepy Joe. He's an announcer. That guy's job is gone. But Vice President Biden is here today. He's making a speech on the environment. He has no idea what he's talking. They don't say that there's nobody there. You know, he's got the circles, right? The circles. Do you ever see? He's got like 5 circles. And he goes there, and people are standing. And the reason that, and the circles, not only are they big, although I love the artistry, because the guy really does a nice job. You know, I'm into that stuff. So it's very neat, very round, beautiful, solid. I mean, it would be impossible to catch anything if you're in one of those circles, because you're so far away. It's like, but I never joke about it. I mean, I don't think it's necessary for Sleepy Joe to constantly, you know, he walks onto a stage, the people are, number one, there's no people there. And the few people that are there are like, what, 50 yards away? And the mask is always so large, you know, it's like covers the whole thing. I shouldn't joke, because you know what? Running against the worst candidate in the history of presidential politics puts pressure on me. Could you imagine if I lose my whole life? What am I going to do? I'm going to say, I lost to the worst candidate in the history of politics. I'm not going to feel so good. Maybe I'll have to leave the country. Và quý vị thấy đó, ông nói đến cái chuyện ông Joe Biden đến chỉ có 13 người tham dự mà ngồi xa cách 50 feet. Đeo mặt nạ thế này, ông làm cho quê ông này. Ông bảo trời ơi, không lẽ tôi thua với ứng cử viên mà coi như vậy. Nếu tôi thua chắc tôi rời khỏi nước Mỹ. Người ta nhắc bây giờ nếu mà ông thua thì ông đi nước nào mà chứa ở đây. Thì đó là câu chuyện đáng chú ý trong tuần. Quý vị thấy đó, thay vì nói về chính sách thì Tổng thống Trump chuyển hướng qua chiến thuật là tấn công vào cá nhân đối thủ của mình là một. Cái thứ hai là khoe mình là người tốt nhất, người đẹp trai nhất, con cái mình cái gì cũng nhất nhất. Và điểm thứ ba, tạo ra cái fear factor, là nỗi sợ hãi cho thấy nếu mà bầu cho Biden là chỉ có tiêu thôi. Thì đó là chiến thuật Tổng thống Donald Trump trong tuần qua, và tôi nghĩ ông sẽ làm trong 2 tuần tới nếu mà ông không thay đổi. Chúng ta sẽ chờ xem như thế nào. Thì đó là cái tin đáng chú ý trong tuần gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị ở chương trình sau.